lát mọi người. Điểm này điểm cũ của xã Hưng Thạnh nha. Ngay dốc cầu Nguyễn Văn Tiếp chạy xuống nè. Thấy lên móng bự bự không mà ít ăn quá. Không chịu ăn rồi. Lúc lên một rồi. Ôi vô phi. Ai sao mà lại dính vô phi vậy? Không được bệnh trang nghiệp mọi người. Kéo rồi. Kỳ dễ lắc lắc mà hả? Không em. Dính con rong thì rồi. Ủi ra đó. Ăn không đây? Rồi gì rồi. Gì rồi. Lên mọi người. Ít nhưng được cái là điều cá nha. Điều điều không. Gỡ luôn mọi người. Rồi cái lỗ câu đang câu bèn rộng lại mọi người. Cái dày cái lóc này. Có dày có con chịu ăn ăn lẹ, không có con không chịu ăn. Rồi câu hoài con không ăn. Dĩa gì hai cần ghé ăn lượt luôn hay gì đấy. Rồi nằm ngang luôn rồi. Lúc lúc lên mọi người. Cần kia ăn cá vô biển hay gì ghé lắc lắc hoài. Cá mọi người. Còn cái gì hay gì vậy? Mất tiêu vào à. Đây nè. Để thử lại à. Ôi vô biển biết lắm. Ghía hoài luôn. Lắc lắc hoài. Không được bự. Giờ đêm khác mọi người ơi. Cá hết ăn rồi. Điểm 2 dài này ở khu miếu bà Chúa Cống Tượng nha mọi người. Điểm câu đây mọi người.
Sẽ có cá lên móng nè. Bên đó là cặp miễu. Giờ mình qua cái cầu này nha, chạy cặp bên đó cầu. Điểm cũ rồi mọi người. Đêm 19 tháng 5 nha. Điểm này nghe miễu và đó nên cá ăn yếu quá mọi người. Giờ lại đây mọi người. Cầu chúc nó về. Xin mời mọi người ăn mọi người.
cần để ngâm nãy giờ không còn ăn luôn. Cá à mọi người, cá bữa nay nó bị gì vậy? Lúc mình câu thì nó ô đút bo quay thì nó không thèm ăn, mà dẹp cái máy vô ngồi ngồi thì nó mắc cỡ trước ông kính. Bự đều đều mỗi giờ này mũi dư con trâu dài nhỏ sấy con bự con nhỏ con rùa biển biển không được bự lát bự. Đen không chào mọi người nha, hẹn mọi người video khác mọi người.